Xin kính chào quý vị khán giả. Bảo Trân rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Nội dung chi tiết sẽ được gửi tới quý vị và các bạn ngay sau đây. Chiều 30 tháng 5, Trung tướng Trần Ngọc Hà, Cục trưởng Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an cùng lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương và các đơn vị nghiệp vụ đã quay trở lại hiện trường, nơi phát hiện một phần thi thể người để khảo sát. Tại hiện trường, lãnh đạo Cục Cảnh sát Hình sự và Công an tỉnh Bình Dương đã chỉ đạo nghiệp vụ cho các điều tra viên, lực lượng trinh sát hướng tiếp cận trong quá trình điều tra phá án. Tính từ khi phát hiện đôi chân tay người cháy xém tại bãi đất trống trên địa bàn khu phố Khánh Lộc, phường Tân Phước Khánh, thành phố Tân Uyên, tỉnh Bình Dương đến nay đã 6 ngày, cơ quan chức năng vẫn chưa rõ lai lịch nạn nhân và hung thủ. Lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương cho biết, với sự hỗ trợ của Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an, hiện có hơn 100 cán bộ chiến sĩ tham gia công tác điều tra, truy tìm lai lịch nạn nhân và thủ phạm. Ngày 30 tháng 5, cơ quan chức năng vẫn chưa tìm được manh mối rõ ràng nào liên quan đến án mạng phân xác đang được dư luận đặc biệt quan tâm. Trước đó, toàn bộ lực lượng đã tỏa đi khắp nơi để tìm kiếm tung tích lai lịch của nạn nhân, đặc biệt là ở các bãi đất trống, khu chứa rác, ống cống, đồng thời trích xuất toàn bộ camera xung quanh những khu vực tìm thấy một phần xác của nạn nhân. Trong quá trình điều tra vụ án phân xác, công an đã nhận được rất nhiều tin báo của người dân, chủ yếu là tin báo mất tích nhưng chưa có thông tin nào chính xác. Để việc tìm kiếm nạn nhân diễn ra nhanh hơn, công an tỉnh Bình Dương đã đến nhiều doanh nghiệp, điểm kinh doanh dịch vụ dán thông báo tìm lai lịch nạn nhân, đồng thời đề nghị nếu ai phát hiện người thân, bạn bè đi đâu không rõ, không liên lạc được hoặc có đặc điểm giống những phần thi thể được thu giữ, thì thông báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh. Các địa điểm kinh doanh, mua bán, phòng trọ, nhà riêng, nhà cho thuê, cơ sở cho thuê trọ, nhà nghỉ, khách sạn đóng cửa có những biểu hiện bất thường hoặc bốc mùi hôi thối cũng được đề nghị tương tự. Công an Bình Dương cho biết danh tính người trình báo sẽ được bảo mật, đồng thời đề xuất khen thưởng với tình báo hữu ích của cá nhân tổ chức giúp khám phá vụ án. Chiều 28 tháng 5, Công an tỉnh Bình Dương tiếp tục thông báo truy tìm tung tích nạn nhân và đề nghị các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, người dân khi phát hiện thông tin liên quan thì cung cấp cho cơ quan công an để hỗ trợ công tác điều tra. Trong thông báo mới này, Công an tỉnh Bình Dương xác định đây là vụ án giết người và có thay đổi một số thông tin liên quan đến đặc điểm nhận dạng nạn nhân. Theo đó, Công an tỉnh Bình Dương cho biết đang điều tra vụ án giết người. Phát hiện vào ngày 24 tháng 5, tại khu tái định cư Gò Sở, tổ 1, khu phố Khánh Lộc, phường Tân Phước Khánh, thành phố Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. Quá trình khám nghiệm hiện trường, Công an tỉnh Bình Dương phát hiện tứ chi của thi thể nạn nhân và thu giữ một túi xách du lịch màu đỏ, đựng tứ chi. Kết quả điều tra đến nay xác định nạn nhân là nam giới đã trưởng thành, có chiều cao khoảng 1m68 đến 1m7. Chết từ 8 đến 14 ngày, khoảng ngày 10 tháng 5 đến khi phát hiện. Công an tỉnh Bình Dương thông báo đến toàn bộ cơ quan tổ chức, công ty doanh nghiệp và nhân dân trên địa bàn toàn tỉnh. Nếu phát hiện các thông tin liên quan thì nhanh chóng cung cấp cho cơ quan công an. Các địa điểm kinh doanh, mua bán, phòng trọ, nhà riêng, nhà cho thuê, cơ sở cho thuê trọ, nhà nghỉ, khách sạn đóng cửa có những biểu hiện bất thường hoặc bốc mùi hôi thối. Hoặc khi phát hiện đối tượng có liên quan đến vụ án thì đề nghị cung cấp ngay cho Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bình Dương. Ngày 28 tháng 5, đã hơn 4 ngày trôi qua kể từ khi phát hiện một phần thi thể, gồm hai tay, hai cẳng chân, bỏ trong túi du lịch bị đốt cháy. Cơ quan điều tra Công an tỉnh Bình Dương vẫn chưa xác định được danh tính nạn nhân. Hiện công an đang dốc toàn lực, sử dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ để truy tìm, lai lịch nạn nhân và hung thủ gây án. Sau khi giám định với kết quả nạn nhân là nam, Công an tỉnh Bình Dương đã phát đi thông báo đính chính những thông tin, đặc điểm nhận dạng nạn nhân trước đó. Cụ thể, công an xác định đây là vụ án giết người, nạn nhân là nam, tứ chi được bỏ trong túi du lịch màu đỏ. Nạn nhân có chiều cao khoảng 1,68 đến 1,7 mét, chết vào khoảng ngày 10 tháng 5. Công an tỉnh đã yêu cầu công an các địa phương trong tỉnh triển khai lực lượng đến tất cả công ty, doanh nghiệp để rà soát, xác định trường hợp nhân viên công ty, công nhân không đến công ty làm việc, không liên lạc được, không rõ lý do, nghỉ việc để sàng lọc, tìm kiếm lai lịch nạn nhân. Công an cũng phát đi thông báo đến các cơ quan tổ chức, công ty doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, cùng nhân dân hỗ trợ để nhanh chóng xác định thông tin về nạn nhân. Nếu ai phát hiện người thân, bạn bè đi đâu không rõ, không liên lạc được hoặc có đặc điểm giống như cơ quan công an cung cấp thì thông báo ngay cho công an. Người dân cũng kiểm tra các địa điểm kinh doanh, phòng trọ, nhà riêng, nhà cho thuê, cơ sở cho thuê trọ, nhà nghỉ, khách sạn đóng cửa bất thường và có bốc mùi hôi thối thì cũng nhanh chóng báo cho cơ quan công an.
Những thông tin có giá trị giúp cơ quan điều tra làm rõ lai lịch nạn nhân và đối tượng gây án sẽ được khen thưởng xứng đáng, đồng thời bảo vệ bí mật thông tin cá nhân người cung cấp thông tin, thông báo nêu. Theo một trinh sát hình sự, thông tin thu thập từ hiện trường tử thi là rất ít nên công tác điều tra gặp nhiều khó khăn. Hy vọng người dân cũng hỗ trợ để sớm tìm ra nhân thân lai lịch nạn nhân. Nếu xác định nhân thân lai lịch nạn nhân thì công tác điều tra sẽ dễ dàng hơn, giúp sớm tìm được hung thủ gây án. Một trinh sát hình sự cho hay, hiện nay các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an đã cử nhiều cán bộ chiến sĩ Công an tỉnh Bình Dương phối hợp điều tra vụ án này. Các tổ trinh sát được tung đi nhiều hướng để truy tìm tung tích nạn nhân. Các camera quanh khu vực và các địa điểm quan trọng vẫn đang được thu thập. Trước đó, ngày 24 tháng 5, nhận được tin báo của người dân, Công an tỉnh Bình Dương đã đến hiện trường là một bãi đất trống nằm trong khu tái định cư rất ít người sinh sống thuộc khu phố Khánh Lộc, phường Tân Phước Khánh, thành phố Tân Uyên để khám nghiệm. Công an ghi nhận, hiện trường là hai cánh tay và hai cẳng chân của nạn nhân được bỏ trong túi du lịch cỡ lớn rồi bị đốt cháy. Lửa chỉ làm cháy phần trên của túi du lịch và phần cẳng chân, còn phần cánh tay, bàn chân và một phần túi du lịch nằm bên dưới vẫn chưa cháy hết. Công an phát hiện có hai móng tay giả ở tay nạn nhân nên nhận định nạn nhân là nữ và phát đi thông báo truy tìm tung tích nạn nhân nữ. Nhưng khi giám định ADN, xác định nạn nhân là nam. Theo một lãnh đạo phòng cảnh sát hình sự, không loại trừ khả năng nạn nhân thuộc giới tính thứ ba. Liên quan đến vụ án phát hiện chân tay người trong túi xách du lịch bị đốt cháy ở bãi đất trống tại phường Tân Phước Khánh, thành phố Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. Sáng ngày 27 tháng 5, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đã có kết quả giám định ADN với nạn nhân. Theo một lãnh đạo phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh Bình Dương, kết quả giám định ADN cho thấy nạn nhân là nam giới khoảng từ 30 đến 35 tuổi, chiều cao khoảng 1,5 m đến 1,9 m. Tuy nhiên, trong thông báo trước đó của công an tỉnh Bình Dương về việc tìm tung tích nạn nhân đều thông báo giới tính nữ. Vậy tại sao lại có sự hiểu lầm về giới tính như vậy của nạn nhân? Giải thích về vấn đề này, lãnh đạo phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh Bình Dương cho biết, do thi thể chỉ có phần tay và chân, rất ít manh mối, nên khi khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm phần thi thể, cơ quan chức năng phát hiện phần móng tay giả và một số yếu tố khác, nên ban đầu nhận định là nữ. Tuy nhiên vị lãnh đạo này cũng cho biết, không loại trừ khả năng nạn nhân thuộc giới tính thứ ba. Đồng thời khi sự việc được phát giác, kết quả giám định ADN của nạn nhân vẫn chưa được công bố, nên đã gây hiểu lầm này. Việc truy tìm nhân thân nạn nhân trong vụ phân xác được phát hiện chiều ngày 24 tháng 5 tại khu phố Khánh Lộc, phường Tân Phước Khánh, thành phố Tân Nguyên, tỉnh Bình Dương, được tiến hành khẩn trương với sự vào cuộc của hơn 100 cán bộ chiến sĩ công an tỉnh Bình Dương. Cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Bình Dương cho biết, với các thông tin được tổ chức, cá nhân trình báo có giá trị giúp khám phá vụ án sẽ được bảo vệ bí mật cho người cung cấp thông tin và đề xuất cơ quan có thẩm quyền khen thưởng xứng đáng. Tới chiều 26 tháng 5, Công an tỉnh Bình Dương cho biết đã phát thông báo tìm kiếm tới các doanh nghiệp địa phương để làm rõ vụ nghi bị phân xác, tìm thấy một phần thi thể tại phường Tân Phước Khánh, thành phố Tân Uyên. Ban quản lý các khu công nghiệp, công an cấp xã, công an đồn khu công nghiệp được đề nghị triển khai rà soát, xác định trường hợp nhân viên công ty, công nhân, người lao động không đến làm việc, không liên lạc được, không rõ lý do nghỉ việc, nắm thông tin trong công nhân, người lao động. Công an tỉnh Bình Dương cho biết với các thông tin được tổ chức cá nhân trình báo có giá trị, giúp khám phá vụ phân xác sẽ được bảo vệ bí mật cho người cấp tin và đề xuất cơ quan có thẩm quyền khen thưởng xứng đáng. Trước đó, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Bình Dương cho biết vẫn đang phối hợp cùng các đơn vị liên quan mở rộng điều tra vụ phân xác. Hiện các điều tra viên hình sự của Bộ Công an và Công an các tỉnh đã vào cuộc tìm kiếm các phần thi thể còn lại mở rộng điều tra. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Bảo Trân rất mong nhận được sự quan tâm và đồng hành của quý vị và các bạn dành cho các chương trình trên kênh YouTube Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Đừng quên nhấn chuông theo dõi chúng tôi để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin nào. Xin chào và hẹn gặp lại.